vỡ òa giây phút bé trai được bế lên từ đống đổ nát sau trận sạt lở đất. Xin chào quý vị và các bạn, đây là cập nhật những tin tức mới của kênh YouTube Cuộc Sống Quanh Ta. Sau đây là nội dung chi tiết. Vỡ òa giây phút bé trai được bế lên từ đống đổ nát sau trận sạt lở đất. Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video lực lượng cứu hộ tìm thấy bé trai dưới đống đổ nát sau trận sạt lở đất gây xôn xao. Theo đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy bé, liên tục dùng búa để tiếp cận với hiện trường nghèo. Họ dầm mưa suốt nhiều tiếng đồng hồ, bùn đất bám đầy người. Lúc này bé trai ở dưới đống đổ nát đã khóc lớn và vô cùng hoảng sợ. Một thành viên trong lực lượng cứu hộ đã động viên bé trai cố gắng bình tĩnh, không được khóc. Với sự nỗ lực của lực lượng cứu hộ, bé trai đã được giải cứu an toàn với tấm thân đầy bùn đất. Bé được một người đàn ông bế lên tay, ôm ấp vào người ở. Tất cả người có mặt đều vui mừng và nhẹ nhõm khi nhìn thấy bé được an toàn. Được biết, sự việc xảy ra vào 2 giờ sáng nay 12 tháng 9 tại xóm Má Mư, xã Quế Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Cụ thể, vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm hai vợ chồng trong một gia đình tử vong. Trung tá Bùi Đức Hải đến trường, công an xã Quế Hạ cho biết vụ sạt lở xảy ra khoảng 2 giờ sáng. Sau đó, lực lượng công an xã Quế Hạ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp các lực lượng huy động tối đa phưa, anh tiện và con người để cứu em Văn ở tiếp tục đào. Bởi đến 4 giờ 30 phút sáng, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh Dương Văn Nguyên 40 tuổi và chị Nguyễn Thị Hà 30 tuổi cùng ở tại xã Quảng Tiến, thành phố Hòa Bình đến bố mẹ của bé trai. Sau đó, lực lượng chức năng đã liên hệ với người thân để bàn giao thi thể cho gia đình. Hiện bé F đang được điều trị tích cực tại trung tâm y tế huyện Kim Bôi, bị gãy một tay. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đã thu hút sự quan tâm từ cộ anh đồng mạng với hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Ố, ai cũng vui mừng khi bé trai được cứu kịp thời, đồng thời xót xa trước cảnh mồ côi cha mẹ, chẳng thể kìm được nước mắt khi nghe tiếng con. Kỳ tích khi cậu bé vẫn còn sống và lành lặn giữa lúc căn nhà bị sập trong cơn bão lũ. Người ta tin rằng cha mẹ bé khi mất đã che chở, bảo vệ cho bé khỏi những tai ương này. Có nơi con hãy tin rằng dù cha mẹ không thể ở bên con được nữa, nhưng họ vẫn mãi yêu thương và dõi theo con mỗi ngày. Tài khoản tin Si, anh chia sẻ, đến khoảng 3 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã cứu được cháu Dương Nguyễn Tiến F, 6 tuổi đến bé trai trong đoạn video trên ra khỏi đống bùn đất trong tình trạng tay bị gãy và hết sức hoảng loạn. Tạm biệt quý vị và các bạn, xin quý vị cho mình một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn chương trình sau.